Triều Tiên bác cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, cảnh báo Mỹ về hậu quả không mong muốn. Phía Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ về cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Nga, đồng thời cảnh báo Washington về hậu quả không mong muốn nếu tiếp tục lan truyền tin đồn chống lại Bình Nhưỡng. Vào ngày 29 tháng 1, ông Koh Won-yong-gun, quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc nước này giao dịch vũ khí tới Nga, đồng thời cảnh báo Mỹ về hậu quả không mong muốn nếu tiếp tục lan truyền những tin đồn thất thiệt như vậy. Cố gắng bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên bằng cách bịa đặt một thứ không hề tồn tại là hành động khiêu khích nghiêm trọng, không bao giờ được phép diễn ra và điều đó sẽ dẫn tới phản ứng của chúng tôi. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Koh Won. Mỹ nên lưu ý rằng họ sẽ phải đối mặt với một hậu quả thực sự không mong muốn nếu họ tiếp tục lan truyền tin đồn chống lại Triều Tiên, ông nói tiếp. Tuy nhiên, quan chức này không nêu cụ thể hậu quả không mong muốn đó là gì. Phát biểu trên của quan chức cấp cao Triều Tiên đưa ra sau khi hồi đầu tuần trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Bình Nhưỡng đã chuyển giao một lô vũ khí cho tập đoàn quân sự tư nhân Wagner để hỗ trợ các hoạt động quân sự của nhóm này ở Ukraine. Vào năm ngoái, Nhà Trắng cũng cho biết Triều Tiên đã bí mật cung cấp một số lượng đạn pháo đáng kể cho Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên, gọi đó là những tin đồn vô căn cứ. Ngoài ra, ông Koh Won nói rằng việc Mỹ một lần nữa tung tin đồn vô căn cứ về việc giao dịch vũ khí giữa Triều Tiên và Nga nhằm biện minh cho hành động cung cấp vũ khí của Washington cho Ukraine. Mỹ đang nỗ lực cung cấp các vũ khí tấn công như xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine bằng bất cứ giá nào cũng như bất chấp những quan ngại và chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Đó là hành vi tội ác, phi đạo đức khiến tình hình quốc tế trở nên bất ổn, ông Koh Won nhấn mạnh. Trước đó, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yoo-young cũng đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Mỹ vì quyết định gửi xe tăng Abrams M1 cho Ukraine để chống lại Nga, nói rằng Washington đã vượt qua làn danh đỏ.